một người đàn ông từ lúc chào đời thì họ đã có những dục vọng khác nhau. Nhưng mà bạn đừng có làm bộ nha. Dục vọng đầu tiên trong cuộc đời của bất cứ một người nào đều chính là bú sữa. Mà cái dục vọng này của bạn đối với phái nữ sẽ theo sự trưởng thành từ từ nảy nở, cho đến 80 tuổi cũng không giảm bớt chút nào. Hai đứa tôi cộng lại cũng chưa có đủ 80 tuổi, làm sao mà không thưởng thức được cặp ngực đẹp của phái nữ chứ. Tổng hợp tướng học của thời cổ của Trung Quốc và tâm lý học của Tây Dương, hình tượng cặp ngực của phụ nữ có thể thấu suốt qua tính cách của họ. Ê, xin lỗi nha, vị này là đệ tử của tôi, cũng đang theo tôi học về hai phương diện này. Thứ nhất, học cô gái không có cuộc chiến nào không thắng. Về điểm này anh không có thiên phận gì mấy, may là có cái nhãn hiệu đỡ. Thứ hai là tuyệt chiêu kiếm ăn không ngừng, phụ đạo tâm lý, bình quân tâm tình duy trực cho ông chủ. Tóm lại là đánh dài. Về cái điểm này anh học được 20-30%. Ok, nói lại chuyện chánh nha. Chúng ta tiếp tục nói về ngực của phái nữ. Hình tròn thì chứng tỏ là lạc quan, hình nhọn chứng tỏ là bạo lực, hình thám chứng tỏ là nhiệt tình, hình chén thì chứng tỏ là trung tình, hình xệ thì thôi không thèm nữa. Đầu đạn siêu cấp chứng tỏ là bành giả. Còn mấy người này có ưu điểm gì? Ưu điểm của người này á, đó là quay nhanh. Để ngừng quay, thu băng lại. Nè cô này là thuần tình trong bùng lầy, có tiếng kêu là làn sóng microwave, chứng tỏ là thuần khiết dễ cua. Lên phía trên coi thử chút coi. Nè, chỉ cần gương mặt thôi để đền bù lại tất cả khuyết điểm rồi. Ê, Yuki, xin lỗi nha. Sáng sớm tôi phải xem tới mười mấy cái email cho nên mới tới trễ. Đâu có sao, tôi mới tới thôi mà. Kẹt xe quá. Vậy có uống cà phê không? Thật ra tôi uống cà phê không được, uống vô thì tim bị đập. Mario. Hai. Chào cô. Bộ tưởng em là đồ ngố hả? Còn không mau ra đây. Surprise. Hey, sinh nhật vui vẻ, honey. Hôm nay không phải sinh nhật của em. À, kỷ niệm chu niên. Anniversary là 14 tháng 7. Kỷ niệm ngày đầu tiên mình hôn. Hôn cái đầu của anh. Là đêm 30 Tết vậy mà cũng không nhớ. Vậy thì để nhớ lần đầu tiên mình ấy ấy. Câm miệng đi. Lại ngồi đây dòng gái với Marius. Đâu có, đâu có. Anh nhờ, đừng có tới kiếm em nữa. Chú Kỳ mình về. Mà cô làm gì mà dữ quá vậy? Đàn ông mình không đớp họ thì họ sẽ đớp mình đó. Tóm lại nếu không nghe lời thì không thể giữ lại được. Goodbye. Ê này nè, cô coi kìa, cái túng của anh thiệt là tội nghiệp quá đi. Thế ra được có dòm, nhất là người kế bên. Sao vậy? Tên đó kêu là Mario, là tên đánh giày trong công ty. Chiều một đánh giày cho anh phá cậu của ông chủ. Chính là tên này dạy hư bạn trai của tôi đó. Cô cũng phải nên cẩn thận nha. Ừ, biết. À nè, à lớn à, cảm ơn cô giới thiệu việc làm cho tôi. Ê, khoan cảm ơn đã. Công ty dạo nóng này đúng là nhãn hiệu cũ, phong cách mới. Thái tử thì ở bên Mỹ về. Ông nói là ngừng sản xuất dầu nóng, đòi sản xuất sản phẩm mới gì đó. Tóm lại nhìn thấy ổng là chịu không nổi. Hiệu dầu nóng này tên gì? Dầu heo con. Mấy người làm ở đây ai nấy cũng được lắm, chỉ có ông chủ là khó chịu nhất thôi. Cô có nghe qua gì hát của ổng ra chưa? Chưa. Ông chủ hát nghe muốn rùng mình. Hai chào. Hai. Chào. Nè Yuki, chị đã gặp qua rồi. Hai. Hai. Ông chủ kêu mình vô phòng hội nghị. Ông nói có chuyện muốn nói. Có thiệt không? Chuyện gì? Không biết, ông cứ làm sao vẻ thần bí. Không lý nào, nhiều chuyện nhất là cô mà. Nói mau. Không biết. Tôi có cảm giác không được may mắn. Cô là Amy, em gái của Ada. Nên mới kêu là A lớn A nhỏ. No 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 no. Chúng tôi đều mặc cấp A. Nhưng mà tôi hơi lớn cho nên mới gọi là A lớn. Vậy sau này kêu tôi là C lớn được rồi. Hả? Cấp C lớn hả?
Tôi không tin. Đừng đó. Y kìa, y kìa, y lớn hả cô? Well, 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 well. Coi phòng hội nghị của họ kìa, nhỏ đến nỗi. Mấy công ty nhỏ là như vậy đó. Kêu họ mở rộng ra thêm 3 tầng trên nữa thì được rồi. Hai cô kiếm ai vậy? À, hai người đẹp, kiếm anh đây hả? Chào anh. Hai người đẹp tới mà không cho anh biết. Là lớn tiếng một cái anh ta đón liền. Thì sao đi nha? Chào cái gì? Chào. Hello, xin chào hai cô. Muốn dùng cái gì? Cam mật. Trà sữa. Được. Anh Pháp, thì không ngờ công ty của anh dòng phòng hội nghị thì nhỏ hơn trước, nhưng bội của công ty thì cũng bảnh thiệt. Xin lỗi nha, danh thiệp của tôi xin hai vị chỉ dạy. Hai chúng tôi là trợ lý cố vấn cá nhân của anh Pháp. Tôi tên là Mario. Tôi là Harper. Harper. Nghe anh nói, kêu hai người này là ba má được rồi, còn các gì khác mặc kệ. Hay thiệt, ông chủ hay thiệt. Excellent. Hôm nay họp, tôi giới thiệu với các vị là hai vị này. Tôi mới mướn từ Bosnia về đây đó. Tổng quảng cáo nghiệp vụ Katina và tổng giám phát triển nghiệp vụ Lila Lina. Hy vọng các vị hợp tác vui vẻ. Để tôi giới thiệu đồng sự cho hai cô quen biết. Ý, thôi khỏi. Chúng tôi sẽ mướn thêm người khác. Các vị làm phối hợp được rồi. Chúng tôi mới gia nhập vào công ty dầu heo con này là có thành ý cải cách. Chúng tôi có đem sản phẩm mới nhất ở Sa Thần là hóc môn bò sữa tới phát triển. Đại lý này khó lấy lắm đó. Không phải Sa Thần ngày nào cũng đánh giặc hết sao? Bộ có sản phẩm mới à? Bây giờ sản phẩm lồng ngực trên thị trường rất là thành công. Bây giờ chúng tôi quyết định phát triển hệ liệt lồng ngực thịnh hành nhất trên thị trường. Hóc môn bò sữa sau này sẽ đưa ra. Mỗi chai bán 2888 đồng. Chỉ dùng 3 ngày thôi. Đàn bà cần nhất là ngực bự, tự nhiên sẽ có lòng tin, có thể ưỡn ngực lên để làm người. Cho nên quảng cáo nhất định phải làm cho hay. Như vậy thì đàn bà không có ngực nhất định sẽ mua. Chào kiến, chào kiến. Hay lắm, hay lắm. Ý kiến hay. Nè, tôi đã thức mấy đêm để nghiên cứu. Bây giờ dầu heo có bên ngoài bán mỗi chai là 8 đồng 8. 8 đồng 8 một chai. Vốn của nó các vị có biết bao nhiêu hay không? 4 đồng 4. 4 đồng 40. Tức là mỗi chai sẽ lời được là 4 đồng 4. 4 đồng 40. Vậy làm sao mà làm được đây hả? Mỗi làm ăn này không thể làm được nữa. Cậu hai cậu làm như vậy đâu có được. Gia đình cậu đã kinh doanh 3 đời rồi, lịch sự đã 80 mấy năm. Cậu nói ngưng sản là ngưng sao? Người đầu tiên tôi ngưng lòng. Tôi nói ra được là tôi có chuẩn bị đó. Như vậy là thái độ gì đây? Cái tướng của tên này lùng tịch, nhất định là cái tướng chết yểu mà. Vừa bước ra thang máy là học máu chết ngay. Nhưng mà tôi nghĩ dầu con heo này không cần phải ngừng hết đâu. Bởi vì tôi cảm thấy thoa vô cũng tỉnh táo dữ lắm. Lâu lâu tôi có thoa mà. Hay là nghĩ lại hàng lượng sản xuất đi. Hay là sản xuất kỷ niệm. Được hàng lượng sản xuất. Được rồi, được rồi. Tóm lại tất cả mọi việc sau này hãy thương lượng với tổng giám đốc quảng cáo nghiệp vụ và tổng giám đốc phát triển nghiệp vụ đi nha. Ok. Anh à, phòng của chúng tôi ở đâu vậy? Phòng ở đâu? Chưa có. Hai cô qua phòng của tôi đi. Phòng tôi lớn lắm. Tôi quên nói cho các vị biết, lỗ tai của tôi thính lắm. Nếu nói xấu tôi nhất định sẽ nghe được. Còn tôi thì khác. Cái miệng của tôi hơi thúi. Nếu cái gì đắc tội, thành thật xin lỗi. Nó không khách đến nổi kìa. Ngực bự giỏi lắm sao? Thế nào? Ngon có thì không đây. Thì vậy mà cũng được hả? Sao kỳ lạ vậy? Có chuyện gì? Thế gia hai con nhỏ ngực bự thì bỏ khóa ngoài cửa. Nó nói cái toilet này sau này là có hành chánh cao cấp chuyên sử dụng. Tôi thì không đây. Excuse me. Sau này cái toilet này chỉ dành cho nhân viên hành chánh, nghĩa là chỉ có hai chúng tôi dùng. Vậy chúng tôi dùng cái nào? Phải rồi. Nè, ở đây có bản đồ, cô đi kiếm đi. Tránh ra. Kêu các người tránh ra. Có cần là phức tạp vậy không? Coi bản đồ kiếm toilet hả? Ở đâu vậy? Tầm bảo hả? Đi coi ở đâu đây? Thì kiếm đợi đi. Coi ở đâu? Cái này của tôi này, coi chừng không phải đó.
ở đâu nữa hả? Đi coi tôi coi, tôi này kiếm đợi đi, xuống dưới được một lần đi. Lẹ lên thì mau lên đi, lẹ lên, ở đâu vậy? Kiếm hoài mà không ra, ở đâu vậy? Có đi đụng chỗ hay không? Nè, có cái bản kìa. Hình như là ở đây kìa, phải không? Phải đây không? Coi tôi coi, có phải không vậy? Coi kìa, ai giờ có lộn con đê ở đây hả? Có kỳ quá vậy? Nè, đi nữa đi, không đi. Ủa, người đẹp, người đẹp, người đẹp, đi chơi chung nha, người đẹp, người đẹp, người đẹp, người đẹp, người đẹp, có lộn không đi? À thế Mai, làm ơn cho chúng tôi mượn toilet nha. Tự nhiên. Ê, không được, không được, tôi gấp quá, để tôi trước. Tôi trước. Ây da, có tên gì, có tên gì? Đồ điên đây là công ty công cộng mà. Ây da, thì là dễ sợ quá đi. Mình thì dùng cái này. Tôi nghĩ là thiệt. Hai cái con quỷ cái ngược bự. Tôi thề không có lưỡng lập với tụi nó. Tôi không có ma, tôi không có ma. Tôi chỉ yêu vui và hận lòng ngực lớn. Chúng tôi khóc mông bò non. Chúng tôi có hóc mông bò non. La 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 la. Không được, không được. Mấy câu này tôi đặt không ra được nữa đâu. Tôi đã kiết mấy ngày rồi, dễ sợ lắm đó. Uống miếng trà định thần là được rồi. Anh ta có khiếu về âm nhạc lắm mà, phải không đây? Về điểm này tôi thừa nhận đó. Cho nên tôi quyết định bản nhạc quảng cáo này từ sáng tác nhạc và lời đều do tôi bao gồm. Nhạc và lời có được không? Được, được. Không được, sự sống của tôi chịu hết nổi rồi. Nhất là cái khớp thứ 13 đó, tôi không biết tại sao. Được Harper, má sẽ bàn chân cho anh Phát đi, làm cho mạnh chút. Quỳ má sẽ bàn chân là phải quấn vô mà làm gì đi? Tôi dùng khí công mà. Ờ, kiểu đây là khí công đó hả? Tôi cảm thấy hơi nóng đó. À nè, hồi trưa hợp có một người con gái buộc tóc, đeo mắt kính, là ai vậy hả? Người mới kêu là Yuki, là bạn của con đào của nó, kêu là Microwave đó. Anh rành vậy sao? Là cứu cánh hay muốn hành động đây? Tôi lâu nay đâu có dám ra tay trước anh Phát chứ. Ây da, tôi đủ rồi. Tôi đã có Lina nè, ông boss Salina nè, ăn đâu có hết chứ. Nè, tôi ăn không hết, cho anh gói đem về đó. Nè, đây mới là ông chủ tốt. Có phước thì cùng ăn, cảm ơn anh Phát. Nhưng mà hình như Yuki khua lắm đó. Nóng ăn theo nóng, lạnh uống theo lạnh thôi. Khua thì khua. Có phải anh ăn được không? Tôi có gì ăn không được đây. Được thiệt hả? Nhất định ăn được mà. Cá nè. Được. Trong một tuần nếu anh cua nó được lên giường, tôi sẽ tặng anh một chiếc BMW và thêm một chiếc BMX. Cảm ơn anh Phát. Nếu như không được, mất 3 tháng lương và liếm ngón chân của tôi. Đâu có dễ dàng như vậy chứ, quyết định vậy đi. Bà Hai à, chuyện gì? Chóng mặt quá. Chóng mặt? Phải, chóng mặt. Nè bà Hai, đây là dầu heo con nhức đầu chóng mặt gãy xương trật gân một chai là xong. Ây giờ tôi không mua, không mua, không mua. Bà Hai à, bà đẹp kế như vậy tặng riêng cho bà nha, không cần tiền đâu. Ở xin chào. Cảm ơn nhiều nha. Mario. Dù. Ôi ạ. Ê nè. Con người xỉu, làm ơn giúp giùm đi. Con người xỉu. Anh không sao chứ? Đừng có hù tôi nha, Mario. Đừng có gì. Tại sao tôi ở chỗ này? Nè, anh đừng hù tôi nha. Anh xỉu ngoài đường đó. Tôi bị xỉu ngoài đường. Oh shit. Anh thường như vậy lắm hả? Sao không đi coi bác sĩ? Tôi không sao. Yuki à, hứa với tôi nha. Đừng bao giờ nói cho người trong công ty biết tôi đã bị xỉu ngoài đường. Cái tướng của anh hình như là bệnh quá. Nè, hay là tôi đưa anh vô bệnh viện để coi bác sĩ nha. Không cần. Tôi không muốn người ta biết là tôi có bệnh. Vậy cho anh có bệnh gì? Nếu như cô có lòng thì đưa tôi về nhà đi, có được không đây? Tôi đưa anh về nhà cũng được. Nhưng nói cho tôi biết anh bệnh gì đi. Không chừng tôi có thể giúp được anh. Về tới nhà rồi mày nói. Ờ, được. À, ê nè nè, có được không vậy? Hả? Nè, anh không sao chứ? Tôi không sao, tôi bị té mà thôi. Nè, anh đi không được, thì mà ngồi xuống đi. Tôi đi dựng lắm. Tôi từ đi được rồi. Tôi đi dựng lắm mà. Chỉ còn vài bước là vô tới phòng rồi. Ây da, tại sao lại như vậy?
Lúc nãy tôi vô phòng mà tại sao lại vô toilet? Tôi thiệt là vô dụng. Bên ngoài thiệt đu bu lắm. Cô gạt đồ qua bên ngồi đi nha. Anh có coi bác sĩ không vậy? Có. Bác sĩ nói sao? Cô nhớ giữ bí mật này giùm tôi nha. Ừ. Tôi không muốn mất đi công việc này. Tôi còn phải nuôi người nhà của tôi. Thì rất đau khổ. Anh cho máu mũi kìa. Đã quen rồi. Mỗi ngày một lần. Rất đúng giờ tan sở. Cứ sau 6 giờ rưỡi là nó tự động chảy ra. Người ta nói đàn ông đổ máu không rơi lệ. Tôi quả nhiên là máu với lệ cùng rơi. Tôi thiệt là vô dụng. Thật ra sinh lão bệnh tử là quá trình nhất định trải qua trong đời người. Anh hãy kiên cường lên, nhất định sẽ trải qua được khó khăn này. Tôi sợ là tôi qua không nổi. Bác sĩ nói anh có bệnh gì? Bác sĩ nói trong óc của tôi có một cái mục nhọt rất lớn. Đã ác tính đó. Ung thư não. À, anh có tin thuốc bắc hay không? Tin thì sao? Tôi biết ông thầy thuốc bắc rất giỏi, không chừng có thể giúp được anh. Thôi đi, tùy duyên nha. Tôi chỉ là muốn được yên tĩnh một chút. Sống cho hết nửa năm hoặc 9 tháng này nữa thôi, để cho người nhà của tôi lấy được tiền bảo hiểm. Tôi không muốn cả đám người bao quanh tôi để an ủi tôi, phục vụ chuyện tang tóc giùm tôi. Ừ, tôi hiểu. Cô có tình nguyện nghe những lời nói mạo muội của một người sắp chết không đây? Anh nói đi. Từ nhỏ tới lớn, tôi rất hy vọng bản thân của mình sau khi trưởng thành có thể quen biết được một người như cô. Tóc dài dài, cao cao ốm ốm, một cô gái lòng dạ hiền lương. Tiếc là ông trời trớ trêu, người cô gái này xưa nay không có xuất hiện. Nhưng mà trong lúc tôi không còn sống bao lâu trên thế gian này, thì cô lại xuất hiện trước mặt của tôi. Nhưng các đồng sự nói là anh có bạn gái nhiều lắm. Đừng có nghe họ nói bậy mà. Là họ hiểu lầm tôi thôi. Tôi xỉu. Tôi đợi anh vô phòng nha. Được, mau lên đi. Ây à. Anh nghỉ ngơi đi. Cô đi về? Không phải, tôi đi nấu chút đồ cho anh ăn. Làm vậy thiệt ngại lắm. Anh nằm nghỉ đi, chút nữa sẽ có ăn ngay. Làm phiền cô. Nè, tôi dọn dẹp nhà giùm anh không có ngại chứ? Thiệt ngại quá đi. Cảm ơn cô nhiều. Anh nghỉ đi. Làm ơn rút chân. Sao cô ở đây vậy? Tôi đưa Mario về đây. Anh không có được khỏe. Đúng vậy, Yuki đã biết hết chuyện của tôi rồi. Chuyện của anh? Cái này đẹp lắm có phải không? Trước kia tôi dạy mỹ thuật cho trẻ em. Những đứa con nít bây giờ thích chơi game, cho nên tôi đã bị khai trừ. Thiệt là đáng tiếc. Người có lòng tốt giống như cô. Sao thơm quá vậy? Tôi đã nấu cơm xong. Ăn được rồi. Nè, hai vợ tôi thẳng ăn. Còn cô? Không được, tôi đã hứa cho bà của tôi phải về nhà ăn cơm. Nhưng mà cô nấu nhiều đồ ăn như vậy. Cứ từ từ ăn đi, nghỉ ngơi cho nhiều. Ngày mai gặp, bye bye. Bye, bye bye. Bye bye. Cô nói cô biết Lý Gia Thành sanh anh hả? Tôi nói với cổ tôi bị ung thư ốc. Là ung thư ốc đó, có nhớ không đi? Wow, sao khốn nạn quá vậy? Anh mới là khốn nạn đó, thằng mắc dịch. Có dầu heo con không đây? Có. Hồi nãy tôi giả bệnh chống mặt thiệt đó. Tôi đã nhỏ thuốc đỏ vô lỗ mũi. Cảm ơn.
anh cũng ngộ thiệt. Ông chủ ghét dầu này nhất, nhưng mà anh mỗi ngày thì hút tới mấy chục lần. Quỳ, tôi hít nó từ nhỏ tới lớn mà. Tôi đối với nó có cảm tình lắm. Tôi tuyệt đối không tán thành công ty ngừng sản xuất dầu này. Nếu ngừng sản xuất thì mấy bà già thề thảm lắm. Con nít bị mũi cắn kiến trắng lấy cái gì để mà thoa đây, phải không? Mấy thứ mạnh khỏe này thì nên giữ lại mà. Mới về tới hả? Wow, bộ ba cho mất tích hả? Sao mấy ngày không gặp ba vậy? Ê, ngày đầu tiên con làm con của ba sao? Lâu lâu ba phải về Trung Quốc khai thuốc mà. Lần này ba đi núi La Phù hái được mấy chục thứ thuốc, có thu hoạch lắm à. Chú Trấn Việt không được khỏe hả? Ê, có gì đâu, phong thấp của chú lại tái phát thôi. Đây là người mẫu đó nha, bệnh hoạn cùng người. Một lát thì bệnh tim, một lát thì huyết áp cao, một lát thì bệnh đái đường. Không có ba, ông chết mấy chục đời rồi. Thơm quá à. Đồ khô của bà, được rồi, chín rồi. Bà thơm quá. Đương nhiên rồi, bộ còn tưởng ba của con chỉ biết sắc thuốc thôi sao. Nấu cơm cũng giỏi như thường. Không được đụng tới. Nè, ba nghe nói con bị người ta khai trừ. Hay là vậy đi nha, theo ba học bắt mạch đi. Con đã kiếm được việc làm mới rồi. Nè, bà nói trước nha, con đừng làm mấy cái việc lộ đầu lộ mặt, ba không có chịu đâu à. Con làm việc ở trong công ty dầu heo con. Dầu heo con? Ê, dầu heo con được à? À nè, bây giờ ở Hồng Kông mấy cái loại dầu này chỉ có mấy loại được thôi. Nó là một trong những loại đó. Nhưng mà ông chủ của con, ông nói là dầu heo con đòi ngưng sản xuất, định là làm kem lồng ngực. Dầu heo con đã thịnh hành mấy chục năm rồi, bây giờ nói không ra làm sao mà được. Đất Hồng Kông 10 thứ dầu lồng ngực, kem lồng ngực 9 thứ đều là giả đó. Qua đây ngồi đi, thêm đôi đũa thôi. Nè, nói thiệt chứ tôi không ăn cơm đâu, nhưng mà tôi rất hứng thú nghe anh nói chuyện. Loại dầu lồng ngực nào là loại giả vậy? Tôi hỏi anh nha, ngực của đàn bà dùng làm gì? Có con gái của anh ở đây nói ra kỳ lắm. Thôi thiệt đúng rồi, già không có nên hết, bây giờ mà cũng còn dê như vậy. Tôi hỏi chuyện đàng hoàng, cặp vú của đàn bà là dùng cho con bú. Tại sao? Tại người là động vật có vú, tất cả những cặp ngực là dùng để chứa sữa. Tại sao cặp ngực sẽ lớn? Là vì đường dây sữa phát đạt. Đường dây sữa phát đạt là do nơi hóc môn. Anh giỏi thiệt. Còn phải nói, tôi không những chỉ biết dùng trung y thôi đâu à. Ở Trung Quốc tôi có học qua 6 năm Tây Y. Đừng nói chi ngực đàn bà làm lớn, ngực đàn ông cũng có thể lớn được. Có đủ rồi, không cần lớn. Nè, thật ra muốn ngực lớn á rất là dễ. Trước kia mấy bà vú cho vua bú, cho bú đến 10 tuổi. Nguyên nhân là ngự y cứ cho họ uống thuốc không có ngừng. Còn chuyện này nữa nha, mấy bà vú không thể ăn muối được. Không cần biết ăn đồ bổ gì cũng rất là lạc, không thể nào mà ăn được. Nhưng ông chủ của con đã mua vô cái loại hóc môn bò sữa, còn định là sẽ làm lớn ra. Thử thì biết rộng hay phụng liền, đem về cho ba coi thì sẽ biết thiệt hay giả. Bà, con có một người bạn, anh nói với con là anh bị ung thư ốc. Ung thư ốc? Thời kỳ thứ mấy? Mãn kỳ là thứ sẽ chết bất cứ lúc nào. Đồ khờ quá. Nếu nó là mãn kỳ thì nó đã ngố ngố rồi, đâu còn biết nói với con là thời kỳ mãn kỳ đâu chứ. Đúng hơn. Nhưng mà cô thì thấy ảnh đau khổ lắm. Đau khổ? Vậy thôi mà, cô kêu nó tới đây để cho bà bắt mạch thì biết nó có bị cancer hay là không. Bà không phải bà chỉ chữa trị cho bạn của bà thôi sao? Bạn của con tức là bạn của bà. Cảm ơn bà. Chào. Ý chào. Wow, làm nhiều răng như vậy có phần tôi không? Cháo trắng với lại dầu cháo quẩy, mình làm không có dầu mỡ như bên ngoài. Wow, dầu cháo quẩy cũng biết làm, lợi hại thiệt. Tránh rõ, tránh rõ, tránh rõ. Wow, làm gì mà gấp dữ vậy? Ê, mập chép bầm, biết điều một chút đi.
Mập à? Mập. Ảnh tội nghiệp quá, mập mà cũng bị người ta kỳ thị. Vô đi, vô đi. Sao lại không vô? Vô đi. Bé kêu đi mập. Anh lên trước đi, tôi không gấp. Anh vô trước đi. Mày nói cho tao biết đi, mày giống cái gì? Mày qua Mỹ mười mấy năm rồi, mày đã được cái gì? Ngoài 100 mấy chục bao thịt dư thừa ra, hả? Mày đã được cái gì? Dạ em lấy được 2 cái bằng cấp bác sĩ và 1 bằng cấp thạc sĩ. Vậy thì sao? Ông nội của mình cũng đâu có bằng cấp gì đâu à? Ông kiếm được bao nhiêu tiền? Mày có biết trong cuộc đời của ba, lần này ông quyết định anh minh nhất là kêu mày đi theo tao, có biết không? Em biết anh hai. Đừng có kêu tao là anh hai. Ở đây là công ty, người ta biết được mày là em của tao, làm sao mày học từ dưới lên trên được chứ? Mày có hiểu hay không vậy? Mày có biết anh hai thương mày lắm hay không? Hả? Đúng đó cậu ba, anh Phát rất là có dụng tâm vất vả, cho nên mỗi động tác của ảnh đều có ý nghĩa sâu xa về tình lý. Từ từ hiểu đi nhờ. Làm gì? Cái tác này nhắc mày ở công ty không có được cô gái là đại kỵ đó, có nhớ hay chưa? Ok. Dạ nhớ. Ây, lại làm gì nữa? Cái tác này nhắc mày, công ty tao đã gắn rất nhiều máy trình gián điệp thương nghiệp đó, mày phải nhớ kỹ. Ở công ty mày có cơm thì ăn, có việc thì làm, có nghe rõ chưa? Dạ nhớ. Ây da, lại làm gì nữa đi? Tao công tác luôn mày, tao thấy chưa đủ. Em ra ngoài làm việc. Go. Tao đi ra nha. Go. Cô anh kia thì cưng thằng em của anh ha. Anh thì cưng nó quá đi. Yêu càng sâu thì đánh càng độc. Anh Phát, đừng có bực bội mà. Còn vợ nhỏ muốn về chị gia tài, nghĩ nó cũng đừng nghĩ tới. Tôi nói hai người nghe nha, cứ để cho nó đạp cước đi. Khi đạp cước đây mình của nó rồi, tôi đại diện ba tôi, kéo nó về bên Mỹ. Sure. Sao lại kêu nó đừng cua gái? Lỡ như nó cua gái của tôi thì sao đây? Phòng hờ mới được chứ. Nè cậu ba là một nhân tài quá giỏi đi, tôi nghĩ chắc là khó được lắm. Chuyện đời khó nói lắm, đám cái đuôi đó mà, đâu có ai như hai người đâu. Không phải đâu anh Phát, thật ra cô Yuki cũng yêu tôi tha thiết lắm rồi. Tôi vì muốn giữ thái độ quần tử cho nên tới bây giờ vẫn chưa có lên giường với cổ. Coi anh kìa, lau nước miếng đi, nói láo chảy hết nước miếng rồi kìa. Tôi là vậy mà, ai cũng biết tôi là vua nói láo hết. Nhưng mà đối với anh Phát thì nhất định phải nói thiệt. Phải không đó, dịp party lần sau anh phải cho tôi coi thành tích mới được đó nghe hả? No problem. Ê, mua đồ ăn sáng rồi hả? Không phải của tôi mua, là của Yuki đó. Cho trong giờ chuẩn bị, chính tâm của tôi làm, ít dầu mỡ bên ngoài. Hy vọng anh sớm ngày chiến thắng mình mà. Dù gì anh coi kìa, người ta thì nấu cháo cho anh ăn sáng, còn anh thì dụ người ta lên giường. Anh làm vậy có được không? Đồ điên. Ra ngoài kiếm một mần mũi của anh đi. Mần mũi? Những cô gái như là microwave á, thì mình kêu là mần mũi. Giống như bên trái bị mũi chích một cái, bên phải bị mũi chích một cái, giống như hai cái mụn thôi. Nè, đừng nói bạn gái tôi vậy có được không? Nói thì sao? Tôi chỉ là nói chơi thôi. Cái miệng sanh ra để nói chuyện mà. Đương nhiên. Bài. Không phiền anh. Enjoy. Thiệt tình rất là cảm động. Vậy thì anh đừng có gạt người ta nữa. Anh lại tới làm gì đây? Tôi là lương tâm của anh. Gạt tình cảm của người ta như vậy là không đúng đó nhờ. Anh đừng có dùng giọng của Đào Ngọc Anh và con nít nói chuyện với tôi có được không đây? Nè, Yuki là một cô gái tốt, anh phải biết quý mến cổ. Đúng rồi, quý tiết cổ một tháng nửa tháng chơi xong rồi thì đá đít cổ.
Tại sao hai đứa bay lại cứ xuất hiện một lúc vậy hả? Đừng làm phiền tôi, hai người tính lại cho xong đi. Tôi không muốn bàn với ảnh, tôi muốn hỏi anh thôi, một người con gái có thể đẹp được bao lâu? Nếu giữ được tốt thì 10 năm, 20 năm. Rồi sau 10 năm, 20 năm? Chắc chắn là bị nhăn nhèo mà. Vậy thì phải rồi. Cho nên chúng ta chỉ có thể lấy 5% trong 20 năm này thôi. Phải biết là từ lúc cô còn trẻ đẹp, chừa cô lại cho người đàn ông khác còn tốt hơn. Đây mới gọi là lãng mạn. Đây gọi là lạm giao không chịu trách nhiệm. Nè, tôi bây giờ nói với anh, từ lúc cũng còn trẻ, chơi cho nhiều một chút đi. Nhớ kỹ nha, chơi xong là phải đá đít cổ. Đúng, thanh xuân của đàn ông có hạn thôi. Tôi sợ khi già rồi có lòng không sức. Yes. Chơi xong thì đá đít. Wow, chị thương quá vậy. Tôi làm được phần trai cô nè. Có bất công sao ngoài mua đồ ăn. Nè, mời cô ăn đi. Dạ, cảm ơn nhiều. Mập bà, làm ơn tránh ra đi. Mập bà tránh ra đi. Làm ơn, làm ơn tránh ra đi. Tránh ra đi. Thì tình chỗ tội nghiệp quá ha. Quên kia ngồi đi. Làm ơn đi. Ê, cô qua bển tiếp đại anh đi. Giúp đỡ đồng sự mới mà. Nè, qua đây ngồi. Mỗi người ngồi phân nửa. Nè, xin lỗi. Không sao. Anh là đồng sự mới hả? Đúng vậy. Chị kêu tên gì vậy? Tôi mới lập có 2 ngày. Tôi là Yuki. Nhân được có kêu tôi chữ chị. Ê, kêu tôi A lớn. A nhỏ anh quen rồi. Tôi tên Tài. Anh Tài hả? Anh Tài. Nghe nói anh vừa mới tới thì đã vô phòng ông chủ rồi hả? Bọn anh quen với ổng sao? Đâu phải, tôi chỉ là viên chức nhỏ thôi. Chúng tôi đã có quen nhau. Vậy anh cũng đừng có khẩn trương. Mình cũng đều làm công thôi mà. Nếu anh thích thì cứ ăn cơm với chúng tôi. Nếu có vấn đề thì cứ kiếm chúng tôi. Các cô thì là tốt quá. Tôi nể mặt em gái của tôi thôi. Chị đừng nói bậy. Em thiệt tình. Mua lên rồi thì ăn mau đi. Qua của anh kìa. Cả đám người ngồi ở đó. Tôi đừng về văn phòng ăn đi. Tôi phải kiếm Amy. Mận mũi. Vậy thì sợ cái gì. Đi mau đi. Mà Mario. Wow. Hình như cô khoái anh lắm hả? Gì chứ, đồng sự với nhau mà. Anh cũng thê thảm lắm. Anh thê thảm? Anh lẳng lờ biết mấy. Cô ấy tin tôi đi, bề ngoài và bên trong của ảnh khác nhau. Tôi biết, bề ngoài của ảnh khó ưa như thường, còn bên trong còn khó ưa hơn nữa. Nói tóm lại tôi không thể nói cho cô biết được, nhưng mà ảnh là người tốt. Người tốt? Dùm đảng mới đúng. Hi, Mario. Hi. Anh ngồi đây đi. Thank you. Harper, anh theo tôi. Hello, hai vị đồng sự. Chào hai vị. Hi. Cô thấy đỡ chưa? Cảm ơn cô. Ăn cháo trắng với dầu cháo quẩy của cô, con người thấy khỏe hơn nhiều. Vậy thì tốt rồi. Tôi có hỏi thầy Trung Y giùm cho anh rồi. Ông đó không có thể coi giùm anh. Sau này ở trong công ty đừng có nhắc chuyện của tôi nha. Tôi sợ đồng sự biết được họ sẽ lo. Còn cái chuyện coi Trung Y đó thì mai này nói đi. Dạo này tôi bận lắm. Tôi muốn cái thời gian còn lại làm những chuyện có tính xây dựng và có ích cho xã hội này. Ông thầy Trung Y này thiệt là hay lắm. Thôi đi. Tôi cảm thấy cô mấy ngày nay vì chuyện của tôi đã ốm đi nhiều rồi. Sao em rót nước nhiều quá vậy? Cho anh uống đó. Bao tử của anh không tốt mà. Miệng của anh lại hôi lắm. Vậy hả? Đâu có. Em hửi được mà. Nè, uống đi. Uống hết đi nha. Ngoan, uống đi. Uống đi mà. Ngoan, nè, uống đi. Ngoan, uống đi. Nè, ngoan, uống đi. Uống đi hả? Ngoan, uống đi. Uống hết đi. Nè, ngoan, uống đi. Uống hết đi mà. Uống thêm chút xíu này đi. Uống đi. Bây giờ thấy cái bụng khó chịu lắm phải không? Nè, em coi. Đẹp cho. Đừng. Nè, muốn đẹp không? Đừng. Không muốn em đẹp phải không? Trừ khi anh nói cho em biết, có phải Mario đang cô Yuki không? Nói. Không biết thiệt mà. Không biết phải không? Nói không? Nè, nói không thể đè đó. Nói đi. Nói đi. Thôi lên. Wow, anh coi kìa. Chỗ này còn quá đáng hơn. Anh coi nè. Loạn xà ngầu hết trơn.
Đúng rồi, khách cứ tới mất mặt mất mày hết. Khách gì mấy giờ tới? 2 giờ, sắp tới giờ rồi. Ok, nội trong 15 phút tất cả phải ra ngoài cầu thang ăn cơm hết. Go, go. Phải đi. Mày làm cái gì vậy? Mày phải bưng luôn cơm đi. Mau. Chứ phải chùi bàn sạch sẽ nha. Hả? Xin chào ông Nhận. Để tôi giới thiệu, đây là ông chủ của tôi, ông Phát, Mr. Phát. À, ông Chu Bát Giới, chào ông. Xin chào, ông Chu Bát Giới. Ba má. Mời. Hả? Làm gì đây? Trang trí. Ây da. Công ty của chúng tôi mua bán về dầu nóng. Còn nữa, em nói Tiên Thượng Hải không vậy hả? Tiên Thượng Hải đó, có biết nói không vậy? Nói đại đi. Nói Tiên Thượng Hải đi. Tiên Thượng Hải hả? Xin chờ lát nha. Quỳ ở đây làm gì? Tôi đi kiếm anh khắp nơi đó. Cô biết không đây? Tôi trong đây, tôi dọn đồ cho gọn lại. Có khách kìa. Xin mời. Mời tự nhiên nha, mời tự nhiên. Rồi, mời. Cảm ơn. Mời. Tôi Hòa Nhạn, tôi là người Thượng Hải. Anh biết nói tiếng Thượng Hải không? Lần này tôi đến đây là muốn đặt dầu nóng. Các chị giới thiệu dầu nóng của công ty cho tôi biết tốt thế nào hả? Nói đi. Nói quá gì vậy? Lộn cái gì? Lần này tôi đây dầu nóng của chúng tôi á, giới thiệu dầu nóng với tôi thôi. Mời ông Nhận dùng trà nha, xin mời. Uống trà đi. Được, cảm ơn. Ông Nhận, ông là người Thượng Hải. Ê cô à, cô cũng là người Thượng Hải hả? Má tôi là người Thượng Hải, từ nhỏ tôi đã biết nói tiếng Thượng Hải. Ây da, thiệt tốt quá đi. Lần này tôi tới đây muốn biết dầu nóng của công ty các chị tốt như thế nào. Mà nãy giờ nói chuyện cứ lủng la lủng lẳng hoài. Ông nói là muốn biết dầu nóng của mình tốt như thế nào. Có chị không, đừng có làm bộ biết nghe nha. Nếu cô không tin thì tự giải thích giọng đi. Cầm miệng đi Yuki, tiếp tục giải thích đi. Dạ. Nè Yuki à, nữa ta giải thích mình đi. Chai này giới thiệu với ổng về dầu gió heo con của chúng ta. Ông Nhận à, công ty chúng tôi có 2 loại thuốc. Chai này là dầu con heo, còn chai này là hóc môn bò sữa. Dầu con heo Hồng Kông này rất là nổi tiếng. Còn hóc môn bò sữa này là sản phẩm mới của công ty chúng tôi. Cảm ơn. Xin chào. Xin chào nha. Xin chào ông Nhận, từ từ đi. Anh Yuki, lộn thì khách sảy đó. Mario, tiếp tục cố gắng nha. Hết sảy cỡ nào? Bây giờ người khách chỉ là mua dầu con heo thôi, không có đặt hóc môn bò sữa. Thì đúng rồi, bây giờ hai chúng tôi ra tay thì sẽ có khách tới ào ào. Mình đi kiếm khách. Lũng cứ mặc kệ Lũng đi nha. Lũng tiếp tục cố gắng, BMW của Lũng hả? Đương nhiên. Cảm ơn chủ. Wow, bữa nay may là có cô. Sắc mặt của anh cũng tốt hơn nhiều. Không phải đâu, thật ra vừa rồi tôi đáng chống thôi, bây giờ cảm thấy chống mặt đó. Dạ anh đi nghỉ ngơi đi. Ok. Quỳ, anh ở đây làm gì? Hả? Anh bỏ cái gì trong phòng này hả? Tại sao? Nói. Không có gì. Tôi đi nha. What are you doing here? Hi. Hi. Trời mưa đó, tôi đưa cô về nhà. Không được khỏe, sức quả lái xe. Đâu có, ăn cháo trắng như dầu cháo quẩy của cô đã khỏe nhiều rồi. Lời ngon tiếng ngọt. Tôi nói thiệt mà. Nhà của tôi bê bối lắm. Đâu phải. Cũng yên tình lắm chứ, cũng tiện lợi lắm. Sao thơm quá vậy? Có dầu thơm hả? Bà của tôi đang nấu cơm. Bà của cô là đầu bếp.
Ông là trung y. Trung y? Tôi cố tình dẫn anh về đây để cho bà của tôi bắt mệt. Không cần đâu, tôi... Ê, cậu là cậu ma mà con gái tôi thường nhắc tới hả? Mario. Mario, tiểu đệ họ Trần, kêu là Trần Bá Tường. Ồ, giỏi, không phải bác trai. Xin chào bác trai. Con gái của tôi nói hình như sức khỏe của cậu không có được khỏe lắm, có phải không? Dạ phải, bác sĩ Tây nói là tôi có bệnh ung thư mãn kỳ đó, nguy hiểm lắm. Nè, bên này có cây đèn, bước qua đây đi. Nè, tôi nói cho cậu biết, trung y thì nói về trọng văn dân thiết. Để tôi nhìn kỹ sắc mặt của cậu coi thì có vấn đề đó. Ê, đúng rồi, để tôi bắt mạch cho. Không cần đâu bác trai. Bác trai à, cái mạng đề tiền của tôi không cần làm phiền tới bác. Hơn nữa nhịp mạch của tôi rối loạn dữ lắm, vị trí này rất là nhạy cảm, nếu đụng tới tôi sẽ bị kích động ngay. Như vậy thì được rồi. Bình tĩnh, cái động. Dùng lý trí, bình tĩnh lại, không có vấn đề gì đâu. Dùng lý trí, từ từ bình tĩnh lại. Bác trai xin lỗi nha, đã nói tôi bị thất khống rồi mà. Đúng ạ. Bình tĩnh. Mau cho cậu coi lần nữa đi. Bình tĩnh. Bác trai không sao chứ hả? Đã nói rồi mà, nếu như bác không ngại thì bác mạch thêm lần nữa đi. Thôi đừng, ngồi đi. Ngồi chơi. Đúng vậy, dù sao tôi có bệnh tuyệt chứng mà bác trai. Con người đương nhiên là không tỉnh táo. Bác trai. Được, nếu như cậu mệt tôi đã bóp cho cậu. Đấm bóp cho cậu nha, thì cậu sẽ thấy thoải mái. Đấm bóp vậy thấy con người tỉnh táo lắm. Bắp thịt sẽ không còn co rút lại nữa. Đừng quá khẩn trương ha. Thả lỏng đi. Thả lỏng người ra. Bắp thịt của cậu cứng quá. Đã thiệt. Nè. Có phải thoải mái không? Thoải mái quá. Con à. Sao hả? Người này không phải là người tốt đâu. Ba đừng có nói như vậy. Ba đừng trách người ta thất khống mà. Nó không cho ba bắt mạch là sao ba biết nó không có bệnh cancer? Chị, ba đâu có bắt mạch cho người ta, sao ba biết? Thằng khờ này nó đâu có biết. Lúc ba đấm bóp cho nó rồi động mạch cần cổ thì cũng như là bắt mạch vậy thôi. Vậy? Vậy cái gì? Nó khỏe mạnh biết mấy luôn. Ba chết nó cũng chưa chết à. Thiệt không đây? Hello. Chú kìa, bộ Mario nói cho cô biết anh bị ung thư óc sao hả? Đâu có. Cô đừng có bình chảnh nữa. Hasper đã nói cho tôi biết hết rồi. Tôi đã dùng hết thập đại cực hình. Ảnh mới chịu khai ra. Ảnh gạt cô thôi. Ảnh muốn lên giường với cô. Cô nhớ đừng nên lỗ lã cho Mario nha. Để tôi thanh toán ảnh. Vậy đi ha. Cứu anh với. Không được ôn. Ai vậy? Ê, đừng có buồn nữa. Ba nghiệm qua hốc một bộ sữa rồi. Vậy có được không? Được không hả? Uống không chết còn như lớn mạng có nhiều chất độc lắm. Không những không lớn mà còn hư nữa. Dễ sợ vậy sao? Đương nhiên rồi, còn gói này thì khác. Căn cứ theo bí quyết cung đình Phong Quay Tuyệt Đại nghiên cứu ra, nó có thể tăng gia sự hốc môn của người ta. Uống phần nữa, thoa phần nữa, bảo đảm lớn. Gói này. Ê, con phải muốn dùng gấp dữ vậy hả? Ngon không vậy? Ngon lắm. Nhưng mà nó không phải đắng, không phải ngọt và hơi tanh tanh. Đã thêm vào cái gì đây? Ngon thử thêm chén nữa đi. Bác trai. Tôi muốn chén nữa cho anh uống nha. Vậy làm phiền cô. Lần này tôi không trở thành con bò sữa. Tại sao giảm bớt quá vậy? Gia bị khô thôi. Cái thằng nhóc con không bao lâu mà sẽ có một ngày thôi. Trước khi mở party trên du thuyền cho anh coi bản cáo trước nha. Hayuki. Ông chủ. Mario. Đang pha cà phê hả?
Phải, chúng tôi vừa mới mua cà phê đậu, định là cố tình pha cho các vị uống. Không lẽ trên thế gian này không còn đàn ông tốt nữa hay sao? Phải. Phải. Em tưởng trên thế gian này còn đàn ông tốt nữa sao? Em biết cái gì? Anh Mập trong công ty cũng tốt lắm. Thằng đó mà cũng coi là đàn ông. Không lẽ của ảnh là đàn bò? Nè, hai người đâu có cãi nhau nữa mà. Mario, anh cũng hay thiệt. Anh Phát, Mario và Hasbro của tôi cũng bình không vô. Hai con quỷ cái trong công ty thì thù này càng như trời cao đất rộng đó. Tại sao đàn ông lại có hứng thú với đàn bà có ngực bự? Bởi vì họ hèn hả? Cũng chưa có chết đâu. Nhưng mà cái vấn đề này cũng đáng để nghiên cứu lại chứ. Wow, oh my god. Oh my god. Oh god. Tôi chưa từng thấy mày lớn như vậy. Chia răng cũng có thể ăn hết được 3 ngày. Lớn thiệt đó. Lớn thiệt. Còn lớn hơn cái đầu của tôi nữa. Chia ra làm 2 bữa cái cũng đủ. Ê Yuki, lúc cô tắm, cô có để ý tới cái ngực của cô không vậy? Tuy lúc tôi tắm, tôi không có đeo kính, nhưng mà tôi đương nhiên nhìn thấy ngực của tôi. Ê dạ, không phải vậy đâu. Ý của tôi muốn nói là có cảm giác hay không? Nhìn cặp ngực của mình có cảm giác gì hả? Tôi chỉ muốn biết Harper lúc nhìn cặp ngực của tôi có cảm giác gì không thôi. Vậy anh có phản ứng gì? Chính vì không có cho nên mới chết. Có phản ứng. Nhưng mà chỉ có anh và cô mới nhìn thấy được thôi. Nhưng hai đứa tôi khó mà cho cô ý kiến được. Được rồi. Tôi chịu lỗ lã anh trước. Cho hai người coi. Coi xong thì cho ý kiến nha, được không? Được. Nếu như cô tự nguyện cho chúng tôi coi thì chúng tôi không có ngại. Cũng được, đừng chấp mắt nhau. Ý không được. Tôi cho cô coi thì tôi lỗ lã hết. Cô cho tôi coi trước đi. Giờ cô cổ. Mất mới gì tôi. Muốn coi thì coi chị trước đi. Đẩy đưa hả? Hay là vậy? Đánh tôi thì đi. Chịu không? Hay là coi một lượt cho công bằng đi. Vậy cũng được. Coi một lượt. Tôi đếm 3 tiếng nha. Tôi chưa được. Tôi cũng vậy. Nè, bỏ ra đi ha. Nè, bỏ ra đi. Tôi thì khẩn trương quá đi. Chưa bao giờ thấy ai hết trơn. Bây giờ thì mất cỡ hết đi. Bỏ quá đi. Chúng ta chưa. Nè, đếm đi. Giờ tiếp tục ra. 1 2 3 Má có bàn giao mà. Biết đi à. Nè, mình làm lại ha. Làm lại nè. 1 2 3 Mà cho ý kiến. Mà lên. Tôi không biết nói làm sao. Hình dung thí dụ đại đi. Bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ có lộn không đây? Hình dung xấu quá vậy. Tôi giận đó nhờ. Bánh bao xa xíu. Vậy cũng được. Là cái mini. Mini hả? Muốn chết à? Mini nè. Nè con tôi. Tôi thế nào? Nè nói từ trước đi. Thì không biết nói mà. Tại sao? Giống như là cái bánh ngọt nhỏ của người ta bán ở ngoài đường vậy. Vậy một cái hay là một dĩ đi? Ây da, một dĩ hả? Bộ tôi sao mà một dĩ? Cậu thôi, cậu ta thế nào? Cô hả? Em. Tôi cũng biết, nhưng mà em thế nào mới được? Em thế nào? Cô có biết cái kiểu của cô giống như là cây rế kê đội hay không hả? Thiệt không đây? Cô nhà chỉ hơi u lĩnh thôi, giống y như cái rế kề đồi. Còn nữa nhờ, một miếng lúc cắn vô thịt nước cốt ra. Trời. Cô nói nghe thấy ghê quá đi. Không lẽ lấy chả giò để hình dung cô sao? Chả giò là để hình dung họ bữa thôi. Anh Tài. Hả? Là cô hỏi anh nhở? Mai anh đi du thuyền không? Tôi không đi đâu. Mất công tôi bị anh hai của tôi chơi tôi. Anh hai của anh là ai? Tôi nói bậy. Coi anh kìa, nói láo cũng không biết, mặt đỏ hết trường, nói ai là anh hai của anh?
Tôi... Không nói thì thôi. Nói đi. Chú Gia Phát là anh hai của tôi. Ông chủ, anh là em trai của ông chủ. Nhưng sao ông đối với anh như vậy? Ba tôi kêu tôi về theo ảnh học nghề làm việc. Tôi nghĩ chắc là ông cũng nghĩ tốt cho tôi thôi. Ồ, tôi hiểu rồi. Ông muốn chơi ép anh để đuổi anh đi. Chắc không đâu. Vậy ngày mai anh nhất định phải đi. Không thể thua. Anh phải có lòng tin mới được. Vậy cô có đi không? Đi. Cái kiểu này có giống 007 hay không đây? Đương nhiên, anh càng 007 hơn là James Bond nữa. Sean Connery đã già rồi, tôi nghĩ anh tới Hollywood sẽ phát dương quảng đại cái vai James Bond. Chừng đó Hollywood sẽ có hai anh phát. Cái gì anh phát? Một anh phát cho là Châu Nhuận phát. Phải. phải. Gái tới rồi kìa phải. Ây da, người của tôi ngứa quá. Hi. Hi. Hello. Hello. Rút tay đi. Bọn họ đã gãi ngực kìa. Thuốc bắt đầu có hiệu quả. Sẽ thế nào? Đây nè, kem phong quê tuyệt đại này để trong chai kem. Một chút nữa coi như kem chống nắng thôi cho họ. Họ sẽ thế nào? Họ thế nào thì mặc kệ, cứ coi họ như chuột trắng để thí nghiệm thôi. Đúng, họ đang chết. Chào các người đẹp. Chào ông chủ. Chào các người đẹp. Làm ơn tránh ra. Hello. Người đẹp. Chào ông chủ. Sao hả? Wow, làm em hết hồn. Em còn tưởng anh kia mấy người này là người đẹp. Anh có mắt mà, mấy người này đâu có đẹp bằng em chứ. Trời nắng như vậy mà không thể mặc đồ tắm thì uổng quá đi. Đừng có nói người ta như vậy. Bây giờ thiệt đúng là đồ khó ưa. Tôi thiệt muốn đá một đá cho nó xuống tàu. Thôi đi, đừng tính toán với họ. Cho hai cái tên đàn ông khốn nạn để biết tay. Rồi mới tính với họ đi. Mời dạ, đi, mời lên đi. À nhỏ, để đồ vô tủ lạnh đi, mau. Được, lấy đoàn ra đi. Sao anh ngồi đi một mình? Tôi sợ gặp anh hai của tôi, anh lại ăn hiếp tôi nữa. Sao anh sợ ông quá vậy? Anh ăn hiếp tôi từ nhỏ tới lớn, tôi gặp anh là sợ rồi. Anh cần phải khắc phục chướng ngại tâm lý này. Không được đâu. Anh được mà, nhìn thẳng tôi đi. Nhìn thẳng tôi, nói tôi không sợ anh hai của tôi. Tôi... sợ anh hai của tôi. Tôi không sợ anh hai của tôi. Tôi không sợ anh hai của tôi. Nói đi. Tôi không sợ anh hai của tôi. Nói 100 lần. Tôi không sợ anh hai của tôi. Từ từ, anh nhất định sẽ được. Tôi là chúa tể trên thế gian. Yes. Go, hết sảy. Đừng có nói vậy, tôi thắng là cái chắc mà. Cô muốn cá hay không đây? Đương nhiên. Cái thằng mập quỷ đó đâu rồi? Không thấy, bộ nó không tới hay sao? Đương nhiên là phải tới. Có phải chiếc tàu nó lớn quá kiếm không được hay không đây hả? Hay là trốn ở đâu? Để tao kiếm được mày, mày sẽ biết tay tao. Tao. Mày ở đâu? Thằng mập không phải ở đuôi tàu hay sao? Thì coi như không thấy đi. Ông chủ hành hạ nó từ sáng tới tối. Không thấy nó thì cho nó yên thân một lát. Anh đổi tánh rồi hả? Sao tốt bụng vậy? Có gì mà đổi tánh chứ. Bộ tôi lòng lan dạ sói vậy sao? Phải, trước kia tôi là như vậy, bây giờ đã khác hẳn rồi. Từ khi quen biết Yuki, tôi phát giác là đời sống thay đổi hẳn đi. Nhìn cái gì cũng đẹp, thiệt là đẹp lắm. Thôi chết, anh đã bước vào đường yêu. Đừng nói bậy nha, tôi là lãng tử tình trường số 1. Mục đích chủ yếu của tôi là dụ cổ lên giường. Ăn được chiếc xe hơi là đã đích cổ ngày. Cô thiệt không đây? Tôi cảm thấy lần này anh làm thiệt đó. Anh nhìn ánh mắt của tôi có thấy không đây? Đóng kịch. Tài đóng kịch của tôi càng ngày càng giỏi hơn Harper nhiều lắm. Cả anh cũng bị tôi gạt luôn. Mario. Hi. Hai anh ngồi đây phơi khô hả? Nắng chết anh đó. Thoa kem vô đi. Tuyệt kỳ quá đi. Thoa trên ngực trước. Cô thiệt là tỉ mỉ quá ha.
Tôi không sợ anh hai của tôi. Tôi không sợ anh hai của tôi. Anh hai. Cái gì? Em đã lớn rồi. Em có tự ái của em. Xin lỗi nghe tay. Anh hai giỡn chơi hơi quá lố một chút. Đừng có để trong bụng nha. Đừng có giận nha, ok? Thôi bỏ đi. Bỏ qua thì không. Bỏ đi. Không giận. Ờ, có người bơi kìa. Ôi nè. Anh Tài tới xuống biển. Cứu tôi. Cứu tôi. Hả? Cái gì? Tôi không biết bơi. Tao biết mày không biết bơi cho nên mới xô mày xuống qua thằng ngô. Không sao đâu, đấy là bộ mà. Tao bắn chết cái thằng mập này nè. Có tin đây không? Có tin bắn chết thằng mập này không hả? Bỏ lên. Ê, ba người làm gì đây? Sao chết người đó? Ê, ai nói chuyện với cô? Cô là cái gì? Đây là khu chuyên dụng của nhân viên hành chính, biết chưa? Cô nói gì? Tôi nói vậy có được hay không đi? Có được không? Được. Dù sao tôi cũng thấy chỗ này thúi quá đi. Mà nó còn phờ lớn nhỏ kìa. Mặc kệ thôi đi, qua bên đây chơi đi. Bye bye. Dạ, cẩn thận nha. Không sao chứ hả? Anh có sao hay không? Nhìn thẳng tôi nè, nhìn thẳng tôi. Anh nghe đây, anh không sợ anh hai của anh. Anh không sợ anh hai của anh. Tôi không sợ anh hai của tôi. Mày nhầm gì đây? Còn mất mất tới hai cô, tránh ra. Lần này là lần cuối, lần sau không có nể mặt nữa đâu. Không nể mặt cái gì hả? Muốn đánh lộn thì ra tay đi. Tôi là tôi không dám đánh anh hả? Coi mày giống cái gì kìa, đánh tao đi. Tưởng tôi không dám hả? Coi cái tướng này kìa, giống cái gì đây? Đánh tôi đi. Đủ rồi nha. Đánh đi. Đủ rồi nha. Đánh đi hả? Mày, qua đây, qua đây. Mày giữ mà. Con gan tao đâm mày không? Tin đâu? Tài mập, muốn đánh thì qua đây. Qua đây đi. Được rồi, bây giờ lúc cho hai người chứng tỏ lòng trung thành cho tôi. Anh Phát, anh muốn sao đi? Nếu như con nhỏ Lina đó có chuyện gì thì hai người hãy nhận giùm tôi đi nha. Tiền luật sư phí tôi sẽ ra cho hai người. Nếu như có chuyện gì thì hai người phải ở tù. Tiền cấp dưỡng gia đình, tiền trợ, tiền nhà tôi sẽ ra hết cho hai người. Tóm lại tôi ra hết cho hai người. Nhưng mà hình như không được ổn đó. Không phải đâu. Tôi nghĩ là Catalina sẽ có trời phù hộ, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu à. Quỳ thật ra ngộ sát sẽ bị xử bao lâu hả? Gì mà anh cũng nói ra được. Ờ không có gì, tôi đang hỏi luật sư của tôi thôi. Ông nói là thật ra. Tóm lại hai người chịu đi. Tối ngày cũng tại tôi. Tôi nói hồi nãy anh rất dũng cảm mới đúng. Anh đừng để cho ông ăn hiếp hoài. Các cô cảm thấy tôi làm đúng hả? Phải, đương nhiên rồi. Ý, Patty, cô đi đâu vậy? Không không, đâu có đi đâu. Không. Patty, xảy ra chuyện gì? Không gì, không gì, không gì. Quỳnh Kiết Ân, bệnh của con nghiêm trọng vậy, cô đừng có đi tứ tung. Tôi về phòng, về phòng. Cô y tá, cô bên gì? Không được nói. Ê, cái gì không được nói? Cô đừng về công ty kiếm tiền thuốc men nha. Tự mình trả. Về thì nói mà đi. Tối ngày cũng tại học môn bò sữa thôi. Nè nè nè, cái gì học môn bò sữa hả? Đừng nói bậy nha. Tôi không có nói bậy. Có một lần tôi thấy hàng mẫu để trên bàn nên tôi mới lấy để dùng thử. Ai ngờ đâu bên trái nổi 7 cái mục u luôn, bên phải thì 8 cái mục. Quỳ bộ thuốc của các người không có đưa đi kiểm nghiệm hay sao? Tôi đâu có biết, mấy người quản lý bắn lại cho tôi thôi. Lại là quản lý xa thần. Vị nào là người nhà của Kathleen vậy? Chúng tôi là đồng nghiệp của cô, bây giờ cô thế nào? Cô rất may mắn, chỉ bị ngoài da thôi. Vậy mà bị tôi ngoài da? Chỉa vô như vậy đó mà. Đúng vậy, bởi vì cô có giải phẫu ngực. Cái túi ở bên trong đã đỡ mũi tên dùm cho cổ, cho nên không có xuyên vô tim. Ồ, ngực cổ là ngực giả hả? Để coi coi. Ý, đương nhiên là không phải. Anh hai, nếu mà hạt bông của bò sữa có vấn đề thì lập tức thu hết lại đi nha. Ai da, tao không cần biết. Bây giờ tóm lại, Catalina không có sao thì tao không cần biết gì hết. Ba cái chuyện đây rồi, chúng tôi đi. Đó là chuyện của tôi nha. Alo, alo. Ê. Ồ, vậy hả? Vậy hả? À, được, 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 được. Bây giờ ra sao? Bây giờ còn làm gì được nữa? Thuốc đã vô thùng, nó xa hàng hết rồi. Còn làm cái gì được? Cô như tôi,
Coi như tôi nghĩ mình phải cố gắng. Tôi nghĩ mình phải cố gắng thu lại thuốc hoặc mồm bò sữa này lại hết. Phải thu lại cho sớm, nếu chứ không sẽ bị phá sản. Hai người đừng có giả tiếng nữa, hai người phải lo cho xong chuyện này. Còn Lila Lina thì phải lên Thượng Hải. Không được, anh còn trông cậy vào hai người đàn bà đi nữa. Bây giờ mày cầm quyền hay là tao cầm quyền đây? Nó cầm quyền. Ba, tao biết mày ở Hồng Kông tự tung tự tác, làm ăn bê bối loạn xà ngầu, không có nên thân gì hết, nên tao mới cố tình kêu thằng Tài về giúp cho mày. Ai ngờ mày coi nó như cái thằng khùng vậy. Không có. Mày ăn hiếp nó, cho nên tao quyết định chuyển mày về bên Mỹ. Còn có chuyện ở Hồng Kông thì do thằng Tài xử lý. Có thiệt hay không đây ba? Nó cầm miệng, lập tức về nhà thu xếp, tối nay sẽ qua bển ngay. Đừng mà ba. Về bển đi cậu hai. Người đầu tiên tao khai trừ là hai đứa bay đó. Ây da, bộ cậu không nghe hay sao? Bây giờ giao quyền lại hết cho cậu ba rồi. Đúng. Cậu ba hả? Về bển đi anh hai. Đi đi. Đi đây. Đi đi. Cậu ba, mời ngồi. Ngồi đi. Các vị nghe đây. Hôm nay rất hân hạnh cậu ba về đây lãnh đạo chúng ta. Mario, tôi cần người thật sự biết làm việc, chứ không cần người đánh giày. Nghe rõ chưa? Yuki, tôi tin khả năng của cô lập tức lên Thượng Hải kiếm ông Nhạn, thu lại hết thật mong của bọt sữa. Tôi hả? Tôi không được đâu. Cái gì mà không được? Cô được mà. Cùng lắm là tôi đi với cô. À lớn à nhỏ đi với cô đi, lần này công ty trông cậy vào các cô. Vậy còn tôi thế nào? Lỗi, cô không cần phải làm gì hết. Thuốc chưa kiểm nghiệm lại, cô đem đi xuất khẩu coi như hàng lậu, đem công ty ra mạo hiểm. Nhưng mà hợp đồng giữa tôi và công ty chưa có mãn đó nhờ. Tôi biết, cho nên mỗi ngày sáng 9 chiều 5 cô hãy trở về công ty ngồi đi. Để một phút tôi sẽ đuổi cô ngay. Mario, hãy lập tức lên xóm trên như là Harbour, thu hết số thuốc lại. Được. Tôi nói cho hai người biết, đừng có sai lầm gì nha. Nếu như không thì anh cũng khỏi cần phải đi làm. Được. Bộ công ty mướn nhiều bê đề lắm hả? Quỳ, đi nhanh như vậy làm cái gì? Mình phải đi lấy visa mà. Giờ này đã tan sở rồi. Vô phòng của tôi nói chuyện đi, tôi có chuyện nói với anh. Đóng cửa lại. Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Sự thật tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Anh nói trước đi. Tối hôm qua, cặp ngực của tôi bắt đầu ngứa rồi căng lên. Lại rất phê, rất nhạy cảm. Đúng vậy. Lại muốn có người rờ rẫm. Đúng rồi, sao anh biết vậy? Anh đưa tôi coi. Thôi đừng mà. Cho tôi coi thử đi. Được rồi. Anh coi đi. Tôi cũng vậy nè. Hả? Anh cũng vậy? Sao lại vậy chứ? Tôi đâu có biết. Có phải mấy bữa trước mình ăn lẩu nhiều quá, nóng nhiệt chạy xuống đây không hả? Có cần kiếm bác sĩ Lô hay không? Muốn kiếm cũng kiếm không được mà. Lần trước anh cắt da, cô tôi đi coi viêm mũi, chưa có trả tiền cho ổng đó. Cũng đúng. Vậy làm sao? Đài phát thanh có nhiều sứ ngôn viên và nhiều đường dây chương trình lắm mà. Mình điện thoại tới hỏi đi nha. Ê, làm gì vậy? Nói đường dây, nghe họ nói cái gì cũng tốt mà. Bây giờ chết rồi, tới bây giờ vẫn còn phát vụ. Hello, hay ho 777. Hay ho 777 hay là đường dây thiếu nữ 777 gì hả? Phải. Tôi tên là Chi Chi, tôi có chuyện này muốn hỏi chị. Được, vậy xin chờ một chút. Alo, Chi Chi hả? Có chuyện gì giúp được cô không? À đúng rồi, chị à. Tôi là Chi Chi. Tôi có chuyện này không biết xử lý làm sao. Thì nói đi. Gần đây tôi có thêm cặp ngực. Thông thường thiếu nữ trong thời kỳ phát dục có thêm cặp ngực là chuyện rất bình thường. Nhưng mà tôi là con trai. Em bao nhiêu tuổi? 10 tuổi.
Không thành vấn đề. Có đôi lúc con trai cũng có tình hình này, là bởi tại vì học môn tráo lộn thôi. Em uống thuốc thì sẽ không sao đâu. Thuốc đó mua đâu vậy hả? Tiệm bán thuốc tây có bán không? Có. Nè, em nghe chị nói nhờ. Em thoa dầu con heo lên, mỗi ngày phải thoa 3 lần, và cậu phải uống luôn hết chai dầu con heo. Anh Paul cũng uống vậy cho nên mới không sao thôi. Em biết rồi, cảm ơn chị. Bye bye. Thoa dầu heo con là được, giờ áo lên thoa thử đi. Mau lên. Ngứa quá. Ngứa quá đi. Làm gì mà trễ quá vậy? Sáng nay thức dậy, coi nè, tôi phát giác nó bự hơn nhiều đó. Bự quá đi. Cho nên tôi mới kêu anh lấy đồ nịt lại đó mà. Tôi đã lấy cravat cột lại rồi. Ê, tôi đi đi. Quánh đồ này, ra cái gì ra cái 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 này. Đồ đủ đi. Ông chủ à, thực ra cái số hột mòn bò sữa đó phải cố gắng thu lại cho nhanh nha. Nè, tối nay vui vẻ như vậy, đừng có nói chuyện làm ăn có được không? Được. Không phải đâu. Nè, nghe tôi nói, ở chỗ này rất là vui vẻ, có hai cô gái. Một cô thì cứ nói là bóp đi, còn một cô thì nói là ê đừng bóp. Cô kêu bóp đó, nếu mà anh không bóp cổ thì cổ con có được thoải mái đâu à. Còn cô nói đừng bóp đó thì anh muốn giờ đã một chút tôi cũng khó chịu. Ây giờ hai cô này thiệt là cực phẩm đó nha. Cho nên tôi đã kêu má mì rồi, lát nữa dẫn hai cổ vô đây cho hai anh mở rộng tầm mắt. Từ lúc hai cổ chưa vô tôi... Ông chữ à, cái cô chữ rồi nè, tải vòng vàng nha, nè phải ông chữ tối đời đó. Ông chữ. Ây giờ bóp một cái đẻ. Ý, ông kiếm làm người rồi, cổ mới là cứ bóp. Ai tới làm không có từ chối đâu. Đúng rồi, bóp đi, đâu có sao. Ây giờ không được đâu, không có được đâu à. Tôi là trai cuồng trinh đó. Trời Trinh, chê, thiệt mất hứng. Tối nay không bóp được là không có về. Ý, bóp cái đầu của anh. Nè, tôi không có thấy gì hết. Tôi mặc kệ đi, bóp cái đỡ. Ây dạ, đã quá dễ. Ông chủ à, anh dịu dàng chút có được không? Mặc mơ gì tới anh chứ. Nè, em còn bóp em hả, thì em bóp anh vậy. Sao anh giống đàn bà bự quá như vậy chứ. Chuyện gì? Tại tôi đâu con mà. Đâu có phải mềm xèo hả? Là thiệt đó. Hả? Sao cầm người của anh lớn quá vậy? Qua vẫn khám họ. Bê đê. Không phải, cái gì nghe tôi giải thích đi. Tướng đàn ông ngược đàn bà giải thích cái gì? Thật ra chúng tôi là đàn bà. Hả? Chỉ vì chúng tôi muốn thí nghiệm học môn bò sữa. Ai ngờ mới dùng tôi đã lớn đến mức như vậy. Nhưng mà tướng thì càng ngày càng giống đàn ông. Ông coi đi, lông lá mọc đầy chân nè. Cho nên chúng tôi chỉ còn cách nữ giả nam thôi. Cho nên ông nói đi, số thuốc đó có thu lại không? Phải. Tiền tiệm hả? Dạ ông chủ. Thu hết số thuốc đó lại liền xuống biển. Dạ biết. Liền luôn hai cái tên BD này xuống biển. Dạ. No. No. Ông đừng bước qua đây nha, đừng có bước qua đây nha. Ở nè nè, qua à. Quỳ, đừng có đi nhanh quá mà. Đánh qua đánh lại từng từng khó chịu quá đi. Không phải anh đang cắp áo ngực của má tôi rồi sao? Áo ngực của má anh tôi mặc đâu có vừa chứ. Ây dạ. Hai anh Tài. Chào cô ba. Kêu tôi lại ông Chu thì tốt hơn. Ông Châu. Chuyện ở xóm tranh của hai người tôi đã biết hết. Thơ khai trừ tôi đã gửi bảo đảm cho hai vị rồi. Nhưng quá trình bên trong ông có chút hiểu lầm. Chúng tôi tới để giải thích cho ông biết đó. Anh giải thích với Yuki đi.
Nếu mà lần này không nhờ cô thu thập tàn cục giùm cho hai anh thì công ty đã phá sản rồi. Đúng, lâu nay tôi nói là Yuki giỏi lắm mà. Hơn nữa quan hệ giữa tôi và Yuki cũng mật thiết lắm, phải không Yuki? Da mặt của anh cũng dày quá hả? Anh gạt Yuki lâu nay, bây giờ còn muốn Yuki giúp anh nữa? Đâu có. Không phải anh có ung thư não sao? Khi còn sống được có 3 tháng thôi mà, vậy sao không chịu lấy lần bồi thường để nghỉ ngơi đi chứ? Tôi không bị ung thư não, bác sĩ đoán lầm bệnh, thì ra tôi bị ung thư vú. Anh còn nói láo. Hai anh trở nên nông nổi này là vì chúng tôi ngày nào cũng bỏ phong quy tuyệt đại vào cà phê cho hai anh uống. Chuyện gì tôi cũng thứ lỗi cho anh, nhưng tôi không thứ lỗi cho anh là bởi vì tôi coi anh là bạn mà anh lại gạt tôi. Mario, anh cũng đúng đó, tôi không binh cho anh nữa. Amy, giúp anh đi. Giúp anh? Anh cũng như anh thôi. Bây giờ em cho anh biết, em chia tay với anh. Cô thiệt không? Em làm cho anh ra nông nổi này, rồi bây giờ bỏ anh. Lúc đầu ngực của em còn nhỏ, anh đâu có bỏ em. Bây giờ đầu ngực bự, em đòi bỏ anh. Em bỏ anh là gì? Bây giờ cặp ngực của anh lớn hơn cặp ngực của em. Understand? Thì không công bằng. Hiền hả? Được rồi, đây là trong phòng. Harper, Mario, hai anh hãy dậy đi. Đi đi. Thành thật xin lỗi, tôi đã từng gạt cô, là tôi không đúng. Tôi xin lỗi với cô. Nhưng mà tôi muốn hỏi cô chuyện này. Cặp ngực của tôi phải giải quyết thế nào đây? Tôi phải mang nó suốt đời hả? Yên tâm đi, anh ngừng thuốc một tháng sẽ bình thường trở lại. Yên lòng rồi chứ? Còn không đi. Đi về đi. Được, tụi mình về. Yuki à, tôi có một câu này muốn nói với cô. Tôi mang cái cặp này cũng như tôi nhớ cô vậy thôi, cũng đều rất nặng. Anh à, nguy cơ đã giải quyết rồi. Hay mình nghĩ coi phải gói ghém dầu heo con và phong quê tuyệt đại như thế nào đi. Chỉ có mình thôi à? Cô sợ à? Bây giờ cô đã là tổng giám hành chính của công ty rồi mà. Chúc mừng cô Yuki. Cảm ơn chú. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, công ty hủy bỏ toilet chuyên dụng của nhân viên hành chính. Sau này chúng ta dùng lại cái toilet này. Còn nữa, phòng cà phê của công ty bắt đầu mở lại, chúng ta có thể dùng lại được rồi. Anh muốn lợi dụng hả? Ê, xin lỗi nha, tôi cảm thấy phấn khởi quá. Lâu rồi không thấy được thoải mái như hôm nay. Coi tụi nó kìa. Đừng sợ, thanh toán luôn với họ. Đừng sợ, đừng sợ, giống cô chứ ai. Đừng ngố, thì ra là cô chứ ai nữa thấy không? Hình như trong công ty cấm hút thuốc đó nhờ. Thì dập tắt thôi. Được nước chút đỉnh thì lên hương. Công ty đã ăn bài lại hết tất cả các gian phòng. Hai cô hãy ngồi phòng trước kia của Mario. Hả? Cô giỏi lắm. Chúng ta đi dọn đồ. Đi đâu? Đi đi đồ ngu. Nói cái người đó. Đồ ngu. Đi đi, nhiều chuyện. Đi đi. Ây da, thì tức chết mà. Còn cách nào hơn? Ai kêu chỗ này mỗi tháng cả trăm mấy ngàn? Không sao, tới đây 8 tiếng thì coi tạp chí suốt 8 tiếng. Bên ngoài mưa to gió lớn, không kiếm được nhiều như vậy đâu. Vậy cũng đúng. Cô đừng có sợ, không lâu tôi sẽ nghĩ ra kế mới để đối phó cái đám quỷ bên ngoài. Tới chừng đó, tụi nó còn không chết trong tay của tôi. Vậy hả? Shit. Qua có chuyện gì? Đời này không xếp hàng à? Hai cái thằng khốn nạn này thiếu nợ hai mươi mấy tấm thẻ, đương nhiên là có nhiều người tới đội. Các người tới sau đứng sau đi. Ai tiếp tay đi. Mở cửa. Gói mì gói cuối cùng trong nhà cũng đã ăn hết rồi. Còn nữa, giấy đi cầu cũng hết luôn. Không có mì ăn,
có giấy đi cầu cũng vô dụng thôi. Thì không biết nghĩ mà. Thì cứ coi như là mình bị nhốt ở Taliban đi. Tôi muốn ăn mì gói. Tôi muốn có giấy đi cầu. Anh làm gì đây? Nói chuyện lớn tiếng vậy sao họ kiếm không ra mình hả? Nè, mở cửa, người ở trong đó. Có người ở trong đó, mở cửa đi. Mở cửa đi. Mở cửa đi. Mở cửa đi. Thằng mắc dịch ta cực khổ nuôi mày lớn khôn nên người. Bây giờ mày lại không chịu nghe lời nói của tao. Hình như là tiếng tivi đó. Má, con biết lỗi rồi. Kịch bàn trưa. Cha hiền có con hiếu. Bản dự cáo là do xà bông tắm con heo. Đặc biệt phát thanh. Bây giờ xin báo cáo tin tức đặc biệt. Căn cứ theo tin tức đáng tin cậy, có người báo cảnh sát đó là khu Huỳnh Di Thông đã bị một đám người xã hội đen đến quấy nhiễu. Thì cảnh sát của khu trung đã phái một số nhân viên cảnh sát đến điều tra. Trong đó bao gồm một đội phi hổ, một đội lục quân, một đội thời vụ và cả đoàn mấy chục người đến tăng cường. Đổng Đặc Thủ cũng ra lệnh cho quân đội phải giết không tha. Tin tức đặc biệt chấm dứt. Vì nguyên nhân kỷ niệm đài phát thanh sẽ tạm ngừng 5 phút. Hai người báo cáo tin tức xong rồi à? Cực khó hay không? Vừa đội phi hổ vừa đội lục quân à? Hai người cũng vui thiệt ha. Nè, đừng có đánh đầu nha. Tôi nói làm như vậy tưởng là mình có tiền trả hay sao chứ? Thiệt đúng là ngây thơ. Huy, mình làm sao bây giờ? Mình thất nghiệp đã nửa năm rồi, chưa kiếm được việc làm. Hay đi xin tiền thất nghiệp đi. Có cần xin luôn tiền trái cây và tiền lão không đây? Anh to con như con trâu vậy. Tôi muốn ăn mì. Tôi muốn có giấy đi cầu. Bây giờ không có mì để ăn, lấy giấy đi cầu làm cái gì chứ? Hay là mình ăn nỉ Du Khi đi. Bây giờ cổ nắm quyền mà. Tôi không mặt mũi gặp cổ nữa, ok? Đừng có nhắc tới cổ. Ý, họ không có lấy chai dầu con heo. Tôi nói không biết cái này là của quý. Tuổi trẻ bây giờ đâu cần thứ này nữa. Du Khi cũng tốt, anh đâu có cần cổ. Đừng có nhắc cổ, tôi lấy dầu con heo tạt anh bây giờ đó nha. Được, tôi mặc kệ anh. Tôi đi xin tiền thất nghiệp. Thì đi đi, tôi ở lại chỗ này. Ở đây làm gì? Muốn chết có được không đây? Anh muốn chết, không lẽ tôi không cho? Ok.
Vậy có cần vậy không? Chúng ta cùng chung cảnh ngộ mà. Mới lấy tiền thất nghiệp hả? Đâu phải, ai nói vậy? Đừng gạt tôi mà, ai nấy cũng giống như mình thôi. Vừa lấy được tiền thất nghiệp lại đi mua mì với giấy cầu tiêu liền. Nói bậy. Ê, anh đừng coi tôi nhân mài vậy nha. Năm ngoái tôi cũng là tổng giám đốc của công ty dotcom lên thị trường đó nha. Không tin hả? Nè, tổng giám hành chánh nè, coi đi. Hân hạnh, hân hạnh. Hân hạnh. Tại sao ra nông nỗi này? Tại sao? Harper, đứng lại. Không có, không có. Không có cái gì? Anh không có xin tiền thất nghiệp. Anh làm gì vậy? Anh thà đi xin tiền thất nghiệp chứ không tới kiếm em. Em thì không hiểu. Học lực của anh cao, anh nghĩ kế là giỏi, mà đi làm đánh vậy. Anh có biết là một người đàn ông sống phải có tự ái hay không? Em đối với anh hung dữ cũng để làm anh tốt thôi. Em không muốn anh bị người ta gạt. Còn nữa, em ghét nhất là anh cứ đi theo sát Mario. Anh có biết tánh của anh mà. Anh không có đàng hoàng, tối ngày là cô gái. Em không muốn mất đi người bạn trai. Amy, em cũng biết anh là người đơn giản mà. Vậy thì tại sao anh lại cam lòng theo Mario làm tay đánh giày thứ hai? Bởi vì anh là người bạn tốt của anh. Có biết tại sao mỗi ngày anh đều cười với em hay không vậy? Bởi vì em là bạn gái của anh. Anh muốn em được vui vẻ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Em có chịu tha lỗi cho anh hay không vậy? Hai người ấm với nhau lâu lắm rồi đó. Có ai có thể nói cho tôi biết Mario chết được chưa? Alo. Alo, Mario. Tôi đã gặp Yuki. Cô nói lại có chuyện tha lỗi cho anh. Đã quá muộn rồi. Tôi đã uống cả chai dầu con heo. Bây giờ đang đốt than. Nếu các người đi ngang siêu thị thì mua cánh gà nóng lên đại địa. Anh đừng nói bậy mà. Chúng tôi lập tức về liền. Phê quá. Thiệt phê quá. Mau đi, nhanh lên, mau lên đi. Nhanh lên lên. Mario. Mau Mario mở cửa, Mario, mở cửa đi. Là tôi nè. Mở cửa đi. Là chúng tôi nè. Mở cửa đi. Mở cửa đi. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa đi. Mario. Dạ. Mau mở cửa đi. Có thể là anh xỉu không? Mở cửa sát đi. Anh lên lầu trèo vô bằng cửa sổ. Ê, anh nhớ cẩn thận nha. Được rồi, đừng có lo. Có em anh chưa muốn chết. Em nhớ anh. I miss you too. Bye bye. Bye bye. Ê, đừng có xí xòn nữa mà, tông cửa đi. Ờ, phải hả? Ê, ờ. Cô làm gì vậy? Tôi uống thuốc phong huê tuyệt đại của cô. Giờ đụng tới ngực thôi, thì về muốn chết luôn. Cô thì dâm tặc quá đi, tông vô đi. Sao mau vậy? Vô đi. Nè, anh sao hả? Cái người làm gì đây? Hả? Vô đây làm gì? Tôi sắp được chết rồi. Anh phá hoại kế hoạch của tôi. Chết? Anh đừng có hồng. Anh mở cửa sổ lớn như vậy, có đốt thằng tới sáng mai cũng chịu chết được đâu. Thì khói ngọt quá đi. Mario, anh có quyết tâm làm lại từ đầu hay không? Có thì sao? Nếu có, tôi có thể cho anh thêm cơ hội. Dù kì công tác thôi, còn về tình cảm tôi đã giặt ranh giới danh rồi. Bây giờ công ty gói ghém lại vào con heo, sẽ mở một cuộc triển lãm lớn. Vậy hai anh giúp tôi trở về làm lại kế hoạch vào con heo, vào phong quê tuyệt đại.
Vậy cũng tốt. Tôi cũng nghĩ vậy. Triển lãm cũng sắp sửa xong, tối nay mình tới sân triển lãm để xét lại coi mọi việc. Nhưng mà tối nay bên Mỹ có quá đơn đặt hàng tới, tôi muốn anh làm overtime để làm chuyện này. Ừ. Yuki à, làm xong cuộc triển lãm rồi mình đi ăn cơm có được không đi? Dạo này tôi rất bận, sau này hãy nói nha. Cô bận thì cũng phải ăn cơm chứ. Đúng vậy, làm rất tốt. Hả? Chuyện gì? Bình tĩnh đi, là tôi. Chuyện gì? Anh trở về đây làm gì? Không được sao? Anh chỉ thuốc gì Phong Quê tuyệt đại? Thuốc độc. Bây giờ con mai con Quê nắm hết quyền. Tôi không làm cho thằng mập thích bầm thì làm sao trở về đây làm gì được. Anh phát ngày mai chúng tôi mở triển lãm, anh làm như vậy sẽ ra chuyện lớn lắm đó. Chúng tôi làm sao nói với khách đây? Chúng tôi thì muốn phá hoại cuộc triển lãm của mấy người. Vậy tôi báo cảnh sát. Đừng có ra kiểu này nữa. Báo cảnh sát hả? 5 triệu. Tấm chi phiếu 2 triệu, có thấy qua chưa? Một năm anh kiếm được bao nhiêu? Sáng mai ngoan ngoãn đem chi phiếu cho ngân hàng đi. Cuộc triển lãm xong rồi thì 5 triệu bạc sẽ thuộc về anh. Coi như không có thấy gì hết, có được không? Có nhận hay không đây? Làm việc. Được. Chai dầu con heo này thì hết sảy. Tôi chỉ thoa vô chút thôi á, thì tinh thần của tôi thật rất là thoải mái. Vậy xin ông nhận ở Thượng Hải đại lý dầu này cho chúng tôi nha, được không? Chuyện này đương nhiên rồi. Ê, mày cười cái gì? Thằng mập này thiệt tình. Hả? Nè, con có biết họ nói cái gì hay không? Dạ không biết, nhưng con thấy họ cười vui vẻ quá, đoán chắc là không phải đánh lộn đâu. Thưa quý ông, thưa quý bà, các vị vừa thưởng thức xong cuộc biểu diễn của Pala Pala dầu con heo của chúng tôi. Bây giờ là lúc chúng tôi giới thiệu các vị dầu con heo được hoàn toàn gói ghém lại mới. Dầu con heo này trong gia đình, già trẻ bé lớn đều thích hợp dùng. Dầu con heo nhức đầu chóng mặt thoa cũng được, trẻ em đau bụng thoa cũng được. Ba! Chào chú. Sao mày trở về đây? Con về chúc mừng 67 chu niên của ba và má, núp lưỡi với nhau. Ây à, má của mày chết lâu rồi, tao đâu còn nhớ nữa. Còn nhớ mà bà. Bây giờ chúng tôi xin mời tổng giám hành chánh Kozuki để giới thiệu với quý vị một loại dầu lồng ngực mới, kêu là Phong Quê tuyệt đại của công ty dầu con heo của chúng tôi. Xin mời Yuki. Các vị, tối nay
nay tôi xin long trọng giới thiệu với các vị một sản phẩm lồng ngực mới của chúng tôi, kêu là Phong Quy Tuyệt Đại. Nó khác hẳn với các loại trên thị trường, nhấn mạnh là thoa vào sẽ rất lớn. Ngược lại, chúng tôi nhấn mạnh nó có thể giúp đỡ cho các phụ nữ có lẽ là trong thời kỳ phát dục dinh dưỡng không được đầy đủ, hoặc là do các nguyên nhân khác cho nên bộ ngực không phát triển đúng với size mà họ nên có, cho họ thêm một cơ hội nữa để họ muốn có bao lớn thì bao lớn. Xin cảm ơn các vị. Đừng có tin họ, loại thuốc này có độc. Thiệt là dạy. Tôi nói bậy, các vị không tin phải không? Các vị coi nè. Tôi vì dùng nó mới đến nông nổi như vậy. Không thế nào, cô dùng Phong Quy Tuyệt Đại mà trở ra nông nổi này. Bỏ ăn, bán đâu? Chờ một lát đi, thí nghiệm chai thuốc cho kỹ lại đã. Anh hai à, muốn giới trò gì nữa đây? Mày quậy công ty có chuyện, tao trở về giải quyết đó con heo. Còn vị này là quán nghiệm sư được chính phủ thừa nhận, ổng có thể chứng minh dầu của các người có độc. Quán nghiệm sư các người cũng đã dẫn tới sẵn luôn, chứng minh là các người có âm mưu. Đương nhiên là không phải, chúng tôi biết dầu các người có độc vì lợi ích của dân chúng, chúng tôi phải đại nghĩa diệt thân. Thực ra các người muốn làm gì đây? Ông Châu à, thật ra xảy ra chuyện gì hả? Đâu có gì. Không phải có chuyện đâu, là chuyện lớn gì lắm. Loại dầu Phong Quy Tuyệt Đại này thì có độc. Không những là độc mà còn rất độc nữa. Mario, tôi là vị chức cao cấp của công ty này, không cần quá nghiệm tôi cũng có thể chứng minh hàm dung lượng của dầu Phong Quy Tuyệt Đại này cao hơn trên thị trường 500%. Chứng cớ tôi cũng có. Tôi không ngờ là loại người này. Mời cái gì qua đây. Ý, họ đang làm gì vậy? Họ làm gì vậy? Mày quỳ nén tao. Tôi không làm vậy làm sao thu được chứng cứ phạm tội của anh? Tao đã cho mày 5 triệu mà. Phải, quên trả lại cho anh 5 triệu bạc trả lại cho anh. Ý gì đây? Tức là cố tình dụ anh tới cho anh xấu hổ. Ba đừng tin, con chỉ giỡn chơi thôi mà. Kỷ niệm 67 năm ba hôn má, con giỡn chơi cho vui chứ không phải thiệt đâu. Tin con đi. Báo cảnh sát. Đừng có báo cảnh sát nha, con giỡn chơi thôi mà. Báo cảnh sát hả? Cái thằng mập, hai con quỷ cái, đồ chết bầm. Nè, không để cho các người bắt được đâu đó. Không để cho các người bắt được đâu. Tôi nhảy xuống thuyền ra, đừng có tới đây, lui ra, lui ra. Ôi ơi, ông chưa có trả tiền tôi. Tiền gì? Có thiệt không? Ông khiến tôi sao nồng nổ này mà không trả tiền? Đi xuống đường đi. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Nhảy xuống rồi. Anh Phát, có dầu con heo không? Có đây nè. Đưa đi, kêu xe của thương mẫu. Được không? Tại sao như vậy hả ba? Vừa rồi mày bị té xỉu, mai là có dầu con heo vừa sức lên cái là tỉnh liền. Mà không phải con cố tình đâu, con tuổi là chúc mừng ba má hôn nhau 67 năm. Đừng có báo cảnh sát, con sợ ở tù, con sợ bị đau lắm đó. Ba cho con cơ hội đi, con sợ đau lắm đó ba ơi. Đừng nghe ba. Ba ơi, con xin ba. Ai à? Giờ được xin lỗi nha, tôi còn tưởng là anh. Cô tưởng tôi vì cái gì mới được chứ. Thật ra tôi thì muốn lấy 5 triệu bạc đó lắm, cô nghĩ coi sướng biết mấy. Tôi... Đừng nghĩ chuyện của tôi nữa, dàn xếp thằng Giả Thượng Hải đi làm ăn quan trọng hơn. Ok, ngày mai về văn phòng tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh một chuyện. Anh yêu em? Không phải. Anh cảm thấy người đàn bà hấp dẫn đàn ông nhất là cái gì? Là đầu óc của cổ. Thiệt hả? Ây da, chuyện gì đây? Thiệt hết sảy. Mình bán nó thì đương nhiên cũng phải thử qua mà, đúng không? Hình như là đẹp hơn trước nhiều đó. Vậy hả? Vậy tháng sau gặp lại. Đừng. Dù sao cũng phải hưởng thụ hết tháng này đã. Anh thì muốn thử. Wow, thoải mái quá đi.